Okay, xin chào quý vị, các bạn. Hôm nay là ngày thứ ba. Hôm nay là ngày thứ ba. Mình đi chơi shopping với mẹ. Ngày mẹ nghỉ. Đấy, là không gian nhà mình đâu rồi? Cái chỗ để bấm bấm tiêu. Đấy, không gian. Đó. Đang ngồi trong xe chuẩn bị đi nè, đợi mẹ ra rồi đi xích bom ô lòng xúc shopping xích bom đó. Căn nhà của mình nằm ở đây. Đây là xe cộ này nè, xe cộ để bên kia. Nhà mình nằm ngay cái góc cho nên chỗ để xe rất là nhiều đó. Bà chủ đi ra đó, bà chủ đi ra nè. Bà chủ bước ra, trong nhà bước ra. Ôi Anh chị khóa vô. anh chị khoai dừa. Ok, chưa cô tặng mà không tốt nữa rồi. Bà đã bà chủ bà tặng nhà băng thẳng tiên nhất mua hoa ở băng trước hả? nhà băng đầu tiên, tại vì nhà băng là mình bỏ về về kho rồi vậy. Mấy người đi xe đó cũng giỏi quá ha. Nhưng mà ở đây nó lái hay hơn Việt Nam, nó lái nguy hiểm. Đây nó lái ngọt luôn, gặp Việt Nam lái là trời ơi, bởi vì Việt Nam tai nạn quá trời. Lên hả? Ok, quá đẹp. Nhà bên có một người đạo Trợ lý diễn, nhưng mà trợ lý đạo diễn làm như phim, đóng phim đâu, đóng phim đâu. trợ lý mẹ là đạo Ông chủ. Ông mẹ coi phim đi, mẹ hay thích chụp hình. Mẹ coi phim. Chú là đạo diễn, tiên là trợ lý coi phim, đúng không? Nó bán gì bên đó. Trợ lý quay Nó dựng lều, nó phim. bán gì bên đó. Dựng lều là gì? À, nó cái lều đó. Ủng hộ người này không? Ủng hộ người gì? Ngộ quá, lâu lâu có Hay như làm cái từ thiện, cái đó là từ thiện. giống như trời, lâu lâu hồi xưa hay chỗ con làm hồi xưa hay có vụ mà ngày trẻ em á đó, cái ai cũng mặc đồ đi vòng vòng bán báo rồi này kia. Như ngày trẻ em á, có ngày trẻ em nữa. Ngày mà ngày đó là cầm cái tờ báo đi vòng 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 vòng
nguyên cái thành phố, nguyên cái kêu là ngày trẻ em hả? Mẹ không biết cái gì chụp hình đó, ngày kit gì đó, nó ngày trẻ em, ngày kit gì đó, mua bán báo đi vòng vòng cầm. Nhà ven cách hai quãng đường dài, tôi đi vô rồi đi ra rồi đi vô. Rảnh quá. Nhà ven mặt bụng không à? Quá chắc uống rượu thì mặt bụng. Ghê gớm. Bị cái bệnh đó rồi mà em đang kỳ. Kỳ gì mà kỳ? Mẹ kỳ thì có. Cái xe này chậm salon lên. Bảy tầm ba. Chậm đâu mà chậm. Chậm. Tại mẹ anh chậm mày có.